Sao đột nhiên nó thoát khỏi ra kết giới vậy? Hắn là quốc vương giả mạo, ngươi mới là giả. Các con đã hứa với ta những gì mà bây giờ đâu đâu cũng là rác thải. Sư phụ cũng biết là tụi con bị lừa mà. Các con bảo vệ môi trường kiểu vậy sao? Phong, mày là cái thằng mà lấy tất cả bảo bối của chúng ta để đi làm sinh lễ cưới công chúa nè, thì mày đang có lỗi với huynh đệ đó. Sư phụ,